Vâng ạ, giãn cách xã hội cũng khiến cho các du học sinh nước ngoài tại Việt Nam gặp không ít khó khăn trong cuộc sống và học tập. Thế nhưng những khó khăn đó đã vơi đi rất nhiều nhờ sự hỗ trợ và sẻ chia từ phía chính quyền, nhà trường và cả những người bạn Việt Nam, ghi nhận tại Hà Nội. Okabe Chikara là du học sinh Nhật Bản đang học năm thứ hai khoa Việt Nam học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Hà Nội. Chikara hiện đang ở trọ theo dạng homestay tại một gia đình người Việt. Nhờ sự giúp đỡ của chủ nhà nên trong suốt thời gian giãn cách xã hội, Chikara gần như không gặp khó khăn gì trong sinh hoạt hàng ngày. Nhà trường thì đã tạo điều kiện cho cả sinh viên nước ngoài có thể được tiêm vaccine COVID. Gia đình Việt Nam mà mình đang homestay thì họ rất là tốt bụng, bởi vì họ hỗ trợ ăn uống và nơi ở mà không thu phí. Cái đấy hỗ trợ cho mình rất nhiều và mình cảm thấy rất là cảm ơn. Cái khó khăn mà các bên phải gặp phải trong cái thời Covid này thì thật sự là rất lớn. Hai vợ chồng mình là mời bà ấy về sống cùng với gia đình và nói rằng là cô chú sẽ giúp Chikara và miễn hết tiền ăn ở, và coi đúng là coi cháu như là một người con thứ ba trong gia đình. Chính sự đồng cảm và sẻ chia từ những người chủ nhà trọ, bạn bè người Việt và quan trọng hơn là sự hỗ trợ từ phía chính quyền và nhà trường đã giúp các du học sinh nước ngoài đảm bảo việc học tập và vượt qua những trở ngại trong thời gian giãn cách xã hội. Nhà trường đã cung cấp nhiều đường truyền để đảm bảo sinh viên học tập. Các thầy cô cũng cố gắng tìm tài liệu một cách đầy đủ cho sinh viên. Đối với sinh viên nước ngoài, các thầy cô giảng dạy một cách tỉ mỉ, tìm cách dễ hiểu nhất dạy cho sinh viên. Trong thời gian mà mình mới bắt đầu học online, thì có thể thấy được là những giáo viên và những sinh viên khác thì cũng đã gặp những vấn đề liên quan đến ví dụ kỹ thuật hoặc là tham gia lớp như thế nào, thảo luận như thế nào. Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì mình thấy cái việc học online cũng tốt hơn rồi. Không thể về nước, vẫn phải duy trì sinh hoạt và học tập trong khoảng thời gian dịch bệnh khó khăn này. Nhưng các du học sinh nước ngoài vẫn luôn có cái nhìn tích cực và lạc quan. Mình thấy một điều quan trọng là dù ai cũng đang gặp vất vả, vẫn còn rất nhiều người giúp đỡ nhau qua thời dịch này. Mình muốn gửi lời động viên cho tất cả mọi người trong thời gian vất vả như này. Các bạn không cô đơn. Mình muốn nói Việt Nam cố lên, mong chúng ta nhanh chóng được gặp nhau.